Bên cạnh tất cả những cái ưu điểm như là về ngoại hình này, công suất này, mức gió này, độ bền này, màu sắc nữa thì có một điểm mà Trang cực kỳ thích ở chiếc quạt Trần này, đó chính là về phần giá thành của nó. Theo như Trang khảo sát ấy thì chiếc quạt này có mức giá khá là phải chăng và vừa túi tiền của nhiều gia đình. Tìm kiếm một chiếc quạt Trần mà thường được gọi là nhìn sang mà giá cũng được quá ha, thì hãy cùng tham khảo chiếc quạt Trần ở trong video này nhé. Chiếc quạt này đến từ thương hiệu KDK Nhật Bản, vô cùng uy tín, vừa có chất lượng tốt mà mẫu mã nhìn cũng trang nhã, phù hợp với nhiều không gian. Như các bạn thấy đó, quạt á, thì có 3 cánh với đường kính là 140cm và công suất là 75W. Và những con số này á, thì sẽ giúp cho quạt có thể tạo gió được rộng hơn và làm mát được nhanh hơn. Chiều cao của chiếc quạt này á, thì nó cũng nằm ở mức vừa phải thôi, không quá lớn và cũng không có nhỏ lắm đâu. Nói chung là với số đo chiều cao là 48,2cm thì khi lắp đặt cũng không khiến cho căn nhà của mình chật trội. Điều làm nên cái vẻ ngoài trang nhã của chiếc quạt này chính là màu sắc của nó. Và theo như cảm quan của Trang á, thì cái màu sắc chủ đạo của chiếc quạt này chính là màu nâu đậm. Còn điểm nhấn á, thì sẽ nằm ở phần trung tâm với tông màu sáng hơn một chút, khiến cho chiếc quạt trở nên sang hơn. Chiếc quạt này thì nhìn chung là nó được thiết kế vẫn theo lối truyền thống, bằng chứng là nó vẫn sử dụng hộp số thay vì điều khiển từ xa. Hộp số của quạt điều khiển bằng núm xoay đơn giản, dễ dùng, bền và dường như là ai thì cũng xài được. Cũng giống như là nhiều dòng quạt Trần trên thị trường hiện nay thì chiếc quạt này cũng có đa dạng mức gió. Và cụ thể là mức gió nhẹ nhất là mức số 1, còn mức gió mạnh nhất đó là mức số 5. Theo như cảm nhận của Trang sau khi dùng thử qua 5 mức gió ấy, thì Trang thấy là với mức số 1 và mức số 2 ấy, nó làm mát nhẹ thôi. Cho nên là chúng ta có thể dùng khi mà mình đi ngủ này hoặc là nghỉ ngơi với cái thời tiết là khá là mát thì cũng tạm ổn. Còn với mức số 3 và mức số 4 ấy, thì sẽ dùng khi mà chúng ta cảm thấy nóng bức và mình cần phải được giải tỏa ngay ha. Tại vì là với hai mức này thì nó cũng đã mạnh hơn rồi. Với mức số 5 thì các bạn cần lưu ý một chút, tại vì theo như cảm nhận của Trang ấy, thì Trang thấy là mức gió của nó khá là mạnh đấy. Thế cho nên ai mà có sức khỏe yếu ấy, thì chúng ta nên cân nhắc là không nên ngồi ở dưới cái mức 5 này quá lâu, dễ bị cảm lạnh lắm. Các bạn cũng có thể tham khảo tốc độ của từng mức gió ở trên màn hình để chúng ta có thể dễ dàng hình dung nhé. Trên một chiếc quạt Trần ấy, thì phần động cơ được coi là trái tim, thế cho nên là nó cũng ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ của quạt. Và quạt này thì sử dụng động cơ bạc đạn với vòng bi bôi trơn vĩnh cửu bền bỉ, nhờ vậy mà quạt có tốc độ quay cao và ổn định. Khi mà chúng ta muốn mua một chiếc quạt Trần ấy, thì chắc hẳn là nhiều người sẽ rất quan tâm đến việc là khi mà quạt hoạt động nó có ổn hay không ha. Đối với chiếc quạt này ấy, thì các bạn có thể tham khảo độ ổn bằng số liệu ở trên màn hình nhé. Các bạn thấy đó, chiếc quạt thì có vẻ ngoài ổn rồi này, độ ổn thì cũng không có quá cao đâu. Vậy thì liệu rằng nó có tốn nhiều điện hay không? Trang cũng có đo thử cái mức điện năng tiêu thụ của quạt luôn và các bạn có thể tham khảo thêm ha. Bên cạnh tất cả những cái ưu điểm như là về ngoại hình này, công suất này, mức gió này, độ bền này, màu sắc nữa thì có một điểm mà Trang cực kỳ thích ở chiếc quạt Trần này, đó chính là về phần giá thành của nó. Theo như Trang khảo sát ấy, thì chiếc quạt này có mức giá khá là phải chăng và vừa túi tiền của nhiều gia đình. Sau khi trải nghiệm và đánh giá qua một vòng về chiếc quạt Trần KDK này á, thì Trang thấy chiếc quạt này nó sẽ rất phù hợp để chúng ta lắp ở nhiều không gian mà có diện tích không quá lớn, ví dụ như là phòng ngủ này, nhà bếp này, phòng làm việc hay là lớp học thêm chẳng hạn. Đồng thời với cái mức giá khá là hợp lý của nó ấy, thì nó cũng sẽ rất phù hợp cho những ai mà mình chưa có đủ kinh phí để mà mình lắp máy lạnh ấy, thì các bạn cũng có thể hoàn toàn cân nhắc việc là chúng ta sẽ lắp chiếc quạt Trần này trước ha. Chi tiết về giá cũng như là thông tin cụ thể của sản phẩm thì Trang sẽ để ở phần mô tả bên dưới cho các bạn tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên để lại cho Trang và Điện Máy Xanh một like và một subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.